Hội thứ 10, phần lý thú bát nhã. Tôi nghe như vậy: một thuở Đức Bạc Già Phạm khéo hay thành tựu tất cả trí kim cương trụ trì bình đẳng tánh của Như Lai, các thứ công đức thù thắng hiếm có, đã khéo được tất cả mão báu quán đảnh của Như Lai, vượt khỏi ba cõi, đã khéo được tất cả trí kim cương biến khắp của Như Lai, đại quán tự tại, đã được viên mãn các pháp quyết định tất cả trí ấn đại diệu của Như Lai, đã khéo viên chứng tất cả ấn tánh bình đẳng rốt ráo không tịch của Như Lai, đối với các sự nghiệp đã làm, phải làm, đều đắc thiện xảo, thành tựu viên mãn, đối với tất cả các sự mong cầu của hữu tình đều làm thỏa mãn đầy đủ, tùy theo sự vô tội của họ, khéo an trụ tánh thân ngữ, tâm soi khắp, rộng lớn, ba đời bình đẳng, thường không dứt tận, giống như kim cương, các Như Lai không động không hoại. Đức Bạc Già Phạm trụ trong vương cung của trời tha hóa tự tại, trên đảnh cõi dục, chỗ của tất cả Như Lai thường đi dạo, và điện bảo tạng được các ngài đồng khen là to lớn xinh đẹp. Điện ấy được tạo thành bằng ngọc mạc ni vô giá, xen lẫn các thứ ngọc quý, các màu dao sen phóng ra ánh sáng lớn, chuông ngọc linh vàng treo giăng mọi chỗ, gió nhẹ thổi động phát ra âm thanh hòa nhã, lọng thêu phướn dạt, phan hoa văn vẽ đất phất qua lại, trang nghiêm nhiều loại tạp sức, chuỗi ngọc anh lạc như trăng đầy nửa tháng, là chỗ mà các hiền thánh thiên tiên cùng 80 ức chúng đại bồ tát ưa thích câu hội. Tất cả đều có đủ môn Đà La Ni, môn Tam Ma Địa, giỏi biện tài vô ngại. Các vị ấy công đức vô lượng, dù trải qua nhiều kiếp, tán thán cũng không hết. Tên các ngài là Đại Bồ Tát Kim Cương Thủ, Đại Bồ Tát Quán Tự Tại, Đại Bồ Tát Hư Không Tạo, Đại Bồ Tát Kim Cương Quyền, Đại Bồ Tát Diệu Cát Tường, Đại Bồ Tát Đại Không Tạo, Đại Bồ Tát Phát Tâm Tức Chuyển Pháp Luân, Đại Bồ Tát Tồn Phục Tất Cả Ma Oán. Các bậc thượng thủ như thế, có 800 vạn chúng Đại Bồ Tát vây quanh trước sau, tuyên thuyết chánh pháp văn nghĩa, đầu giữa cuối đều khéo hay đẹp, thuần nhất viên mãn, thanh bạch phạm hạnh. Bấy giờ Thế Tôn vì các Bồ Tát thuyết pháp môn thanh tịnh, tất cả giáo pháp lý thú bát nhã sâu xa nhiệm màu. Pháp môn ấy tức là cú nghĩa, nghĩa lý mỗi câu Bồ Tát. Thế nào là cú nghĩa Bồ Tát? Cú nghĩa cực vi diệu lạc thanh tịnh là cú nghĩa Bồ Tát. Cú nghĩa rỗng lặng thanh tịnh, dứt hẳn các kiến là cú nghĩa Bồ Tát. Cú nghĩa nhiệm màu vui thích thanh tịnh là cú nghĩa Bồ Tát. Cú nghĩa thanh tịnh dứt hẳn khát ái là cú nghĩa Bồ Tát. Cú nghĩa thanh tịnh vượt khỏi thai tạng là cú nghĩa Bồ Tát. Cú nghĩa các đức trang nghiêm thanh tịnh là cú nghĩa Bồ Tát. Cú nghĩa thanh tịnh ý rất khoái thích là cú nghĩa Bồ Tát. Cú nghĩa được ánh sáng lớn thanh tịnh là cú nghĩa Bồ Tát. Cú nghĩa thân khéo an vui thanh tịnh là cú nghĩa Bồ Tát. Cú nghĩa lời nói khéo an vui thanh tịnh là cú nghĩa Bồ Tát. Cú nghĩa ý khéo an vui thanh tịnh là cú nghĩa Bồ Tát. Cú nghĩa sắc uẩn không tịch tĩnh thanh tịnh là cú nghĩa Bồ Tát. Cú nghĩa thọ tưởng hành thức uẩn không tịch tĩnh thanh tịnh là cú nghĩa Bồ Tát. Cú nghĩa nhãn xứ không tịch tĩnh thanh tịnh là cú nghĩa Bồ Tát. Cú nghĩa nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ không tịch tĩnh thanh tịnh là cú nghĩa Bồ Tát. Cú nghĩa sắc xứ không tịch tĩnh thanh tịnh là cú nghĩa Bồ Tát. Cú nghĩa thanh hương vị xúc pháp xứ không tịch tĩnh thanh tịnh là cú nghĩa Bồ Tát. Cú nghĩa nhãn giới không tịch tĩnh thanh tịnh là cú nghĩa Bồ Tát. Cú nghĩa nhĩ tĩ thể thân ý giới không tịch tĩnh thanh tịnh là cú nghĩa Bồ Tát. Cú nghĩa sắc giới không tịch tĩnh thanh tịnh là cú nghĩa Bồ Tát. Cú nghĩa thanh hương vị xúc pháp giới không tịch tĩnh thanh tịnh là cú nghĩa Bồ Tát. Cú nghĩa nhãn thức giới không tịch tĩnh thanh tịnh là cú nghĩa Bồ Tát. Cú nghĩa nhĩ tĩ thể thân ý thức giới không tịch tĩnh thanh tịnh là cú nghĩa Bồ Tát. Cú nghĩa nhãn xúc không tịch tĩnh thanh tịnh là cú nghĩa Bồ Tát. Cú nghĩa nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc không tịch tĩnh thanh tịnh là cú nghĩa Bồ Tát. Cú nghĩa nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ không tịch tĩnh thanh tịnh là cú nghĩa Bồ Tát. Cú nghĩa nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra các thọ không tịch tĩnh thanh tịnh là cú nghĩa Bồ Tát. Cú nghĩa địa giới không tịch tĩnh thanh tịnh là cú nghĩa Bồ Tát. Cú nghĩa thủy hỏa phong không thức giới không tịch tĩnh thanh tịnh là cú nghĩa Bồ Tát. Cú nghĩa khổ thánh đế không tịch tĩnh thanh tịnh là cú nghĩa Bồ Tát.
Cú nghĩa tập diệt đạo thanh đế không, tịch tĩnh thanh tịnh là cú nghĩa Bồ Tát. Cú nghĩa nhân duyên không, tịch tĩnh thanh tịnh là cú nghĩa Bồ Tát. Cú nghĩa đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên không, tịch tĩnh thanh tịnh là cú nghĩa Bồ Tát. Cú nghĩa vô minh không, tịch tĩnh thanh tịnh là cú nghĩa Bồ Tát. Cú nghĩa hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc thọ, ái thủ, hữu, sanh lão tử không, tịch tĩnh thanh tịnh là cú nghĩa Bồ Tát. Cú nghĩa bố thí ba la mật đa không, tịch tĩnh thanh tịnh là cú nghĩa Bồ Tát. Cú nghĩa tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa không, tịch tĩnh thanh tịnh là cú nghĩa Bồ Tát. Cú nghĩa chân như không, tịch tĩnh thanh tịnh là cú nghĩa Bồ Tát. Cú nghĩa pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư dối, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cõi hư không, cõi chẳng nghĩ bàn không, tịch tĩnh thanh tịnh là cú nghĩa Bồ Tát. Cú nghĩa bốn tịnh lự không, tịch tĩnh thanh tịnh là cú nghĩa Bồ Tát. Cú nghĩa bốn vô lượng, bốn định vô sắc không, tịch tĩnh thanh tịnh là cú nghĩa Bồ Tát. Cú nghĩa bốn niệm trụ không, tịch tĩnh thanh tịnh là cú nghĩa Bồ Tát. Cú nghĩa bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo không, tịch tĩnh thanh tịnh là cú nghĩa Bồ Tát. Cú nghĩa giải thoát môn không, không, tịch tĩnh thanh tịnh là cú nghĩa Bồ Tát. Cú nghĩa giải thoát môn vô tướng vô nguyện không, tịch tĩnh thanh tịnh là cú nghĩa Bồ Tát. Cú nghĩa tám giải thoát không, tịch tĩnh thanh tịnh là cú nghĩa Bồ Tát. Cú nghĩa tám thắng xứ, chín định thứ lớp, mười biến xứ không, tịch tĩnh thanh tịnh là cú nghĩa Bồ Tát. Cú nghĩa cực hỷ địa không, tịch tĩnh thanh tịnh là cú nghĩa Bồ Tát. Cú nghĩa ly cấu địa, phát quang địa, diệm huệ địa, cực nan thắng địa, hiện tiền địa, viễn hành địa, bất động địa, thiện huệ địa, pháp vân địa không, tịch tĩnh thanh tịnh là cú nghĩa Bồ Tát. Cú nghĩa tịnh quán địa không, tịch tĩnh thanh tịnh là cú nghĩa Bồ Tát. Cú nghĩa chủng tánh địa, đệ bát địa, cụ kiến địa, bạc địa, ly dục địa, dĩ biện địa, độc giác địa, Bồ Tát địa, Như Lai địa không, tịch tĩnh thanh tịnh là cú nghĩa Bồ Tát. Cú nghĩa tất cả môn đà la ni không, tịch tĩnh thanh tịnh là cú nghĩa Bồ Tát. Cú nghĩa tất cả môn tam ma địa không, tịch tĩnh thanh tịnh là cú nghĩa Bồ Tát. Cú nghĩa năm mắt không, tịch tĩnh thanh tịnh là cú nghĩa Bồ Tát. Cú nghĩa sáu thần thông không, tịch tĩnh thanh tịnh là cú nghĩa Bồ Tát. Cú nghĩa mười lực Như Lai không, tịch tĩnh thanh tịnh là cú nghĩa Bồ Tát. Cú nghĩa bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ đại bi, đại hỷ đại xả, 18 pháp Phật bất cộng không, tịch tĩnh thanh tịnh là cú nghĩa Bồ Tát. Cú nghĩa 32 tướng không, tịch tĩnh thanh tịnh là cú nghĩa Bồ Tát. Cú nghĩa 80 vẻ đẹp không, tịch tĩnh thanh tịnh là cú nghĩa Bồ Tát. Cú nghĩa pháp không quên mất không, tịch tĩnh thanh tịnh là cú nghĩa Bồ Tát. Cú nghĩa tánh luôn luôn xả không, tịch tĩnh thanh tịnh là cú nghĩa Bồ Tát. Cú nghĩa trí nhất thiết không, tịch tĩnh thanh tịnh là cú nghĩa Bồ Tát. Cú nghĩa trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng không, tịch tĩnh thanh tịnh là cú nghĩa Bồ Tát. Cú nghĩa tất cả hạnh đại Bồ Tát không, tịch tĩnh thanh tịnh là cú nghĩa Bồ Tát. Cú nghĩa vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật không, tịch tĩnh thanh tịnh là cú nghĩa Bồ Tát. Cú nghĩa tất cả pháp phàm phu không, tịch tĩnh thanh tịnh là cú nghĩa Bồ Tát. Cú nghĩa tất cả pháp dự lưu, Nhất Lai, Bất Hoàn, A La Hán, độc giác Bồ Tát, Như Lai không, tịch tĩnh thanh tịnh là cú nghĩa Bồ Tát. Cú nghĩa tất cả pháp thiện, chẳng thiện không, tịch tĩnh thanh tịnh là cú nghĩa Bồ Tát. Cú nghĩa tất cả pháp hữu ký vô ký, pháp hữu lậu vô lậu, pháp hữu vi vô vi, pháp thế gian xuất thế gian không, tịch tĩnh thanh tịnh là cú nghĩa Bồ Tát. Vì sao? Vì tự tánh tất cả pháp không nên tự tánh xa lìa, do xa lìa nên tự tánh vắng lặng, do vắng lặng nên tự tánh thanh tịnh, do thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa sâu xa thanh tịnh hơn hết. Bát nhã ba la mật đa như thế phải biết là cú nghĩa Bồ Tát, các chúng Bồ Tát đều nên tu học. Phật nói pháp lý thú bát nhã thanh tịnh của cú nghĩa Bồ Tát như thế, rồi bảo Bồ Tát Kim Cương Thủ rằng:
Nếu có người nào nghe được pháp môn lý thú bát nhã thanh tịnh sâu xa mầu nhiệm của tất cả pháp đây mà hết lòng tin thọ, thì cho đến lúc ngồi tòa bồ đề vi diệu, tất cả chướng ngại ngăn che đều không thể nhiễm được. Đó là phiền não chướng, nghiệp chướng, báo chướng, dù cho chứa nhóm nhiều cũng chẳng thể nhiễm. Tuy đã tạo các ác nghiệp cực trọng, nhưng cũng dễ tiêu diệt, chẳng đọa ác thú. Nếu thường thọ trì, ngày ngày đọc tụng, tinh tấn siêng năng không gián đoạn, suy ngẫm đúng lý, thì vị ấy ở đời này sanh định đắc tất cả pháp tánh bình đẳng, kim cương đẳng trì, đối với tất cả pháp đều được tự tại, luôn hưởng được tất cả sự an lạc thắng diệu, sẽ trải qua 16 đời làm đại Bồ Tát, nhất định được Như Lai, chấp kim cương tánh, mau chứng vô thượng chánh đẳng Bồ Đà. Bấy giờ Thế Tôn lại nương vào tướng Như Lai soi khắp, vì các Bồ Tát tuyên thuyết pháp môn, tất cả Như Lai hiện đẳng giác lý thú sâu xa pháp tánh vắng lặng của Bát Nhã Ba La Mật Đa. Đó là hiện đẳng giác môn tánh kim cương bình đẳng, vì đại Bồ Đề chắc chắn khó hoại như kim cương vậy. Hiện đẳng giác môn tánh nghĩa bình đẳng, vì nghĩa của đại Bồ Đề là nhất vậy. Hiện đẳng giác môn tánh pháp bình đẳng, vì tự tánh của đại Bồ Đề thanh tịnh vậy. Hiện đẳng giác môn tánh tất cả pháp bình đẳng, vì đại Bồ Đề đối với tất cả pháp không phân biệt vậy. Phật nói hiện đẳng giác lý thú bát nhã pháp tánh vắng lặng như thế, rồi bảo Bồ Tát Kim Cương Thủ rằng: